làm gì đâu, anh thề. Chào em. Anh đứng ở đây từ chiều, nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy ai có bộ ngực đẹp thế này cả. Em ơi, em vú to quá, cho anh làm quen với. Con ác mang tên Lin Jin. Và ở đây như chúng ta vừa vào đã thấy rồi, có ngay một khẩu mãnh ưng sexy cộng 13, một khẩu alien uranium cộng 12 và một vuốt quỷ cộng 10. Ngoài ra thì xem thử trang đồ xem còn gì hay ho hơn không. Rác còn rất nhiều này, còn khá nhiều rác rồi anh em đập này. Khả năng là 5 trang rác rồi, đúng rồi, 5 trang rác. Mấy cái này không hiểu sao lại khóa. Và có 5 trang rác xanh. Đến phần item thì sao? Item ác này cũng bình thường, không có nhiều lắm, khá là ổn thôi, nó còn một chút ít thôi. Và ở đây item của ác này đủ đập tạm thời chứ không có nhiều lắm này. Hồi sinh cũng chỉ có 4 cục này, dương cũng ít. Ác này item hơi ít một chút. Chuyển qua phần pet thế nào, pet suốt kỳ, pet cuối cùng đã nâng mắc rồi. Và ác này còn cái gì đây, vẫn còn sát thủ săn bốt chưa nhận. Chuyển qua phần cường hóa ngọc, ở đây thì đá thô chỉ còn 52 thôi, ít chơi. Ác này đang để avatar này đây rồi, chúng ta ở đây chúng ta có một viên hoàng bảo ngọc và hai viên đép 40, hai viên đép 4 này, hai viên star cũng bình thường rồi, cùi cùi, không ghê lắm. Ở đây thì ác này như thế là xem cũng gần hết rồi đúng không? Ở đây xem nào, VIP ở đây là VIP mấy? VIP ở đây là VIP 2, ác Lin Jin này VIP 2. Quân hàm, ở đây là quân hàm thượng sĩ 11.000 điểm, có hạng hết thì không? Vâng, và hạng chiến thắng của Link 1 chết bạn được trên 504. Avatar cũng không có gì. Ok, vậy là xem qua xong ác này rồi, ta sẽ đến với tiếp ác thứ hai. Thì trước khi đến với ác thứ hai, mình sẽ để giá con này. Vâng, để giá con này, chủ ác để là 1.700.000 các bạn nhé. Ác này là ác để lại với giá 1.700.000 vì có mãnh ưng sexy cộng 13 mà. Riêng khẩu mãnh ưng sexy cộng 13 này đã đắt rồi này. Mãnh ưng sexy cộng 13 này đã phải tầm 1.200.000 rồi. Còn lại ác còn các thứ linh tinh. Và nếu bạn nào muốn mua thì để lại bình luận hoặc inbox trực tiếp cho mình để ép giá cũng như là thương lượng nha. Mình không phải chủ của ác này, nên về giá thì các bạn có thể tự điều với chủ ác. Ok, và chúng ta sẽ đến với ác thứ hai. Vâng, và alo, chúng ta lại đến với ác thứ hai thôi nhỉ. Ác thứ hai ở đây là con ác LR đạt 22 cm. Vâng, lần trước có một con LR đạt 24 thì đã bán rồi, bây giờ sẽ đến với con ác LR đạt 22. Ở đây thì mình đoán luôn là con ác LR đạt 22 sẽ giống con kia, và đúng là như vậy luôn. Nhưng ở đây nó có thêm, đó là hai cái nhẫn rồng, hai cái nhẫn rồng và một khẩu mãnh ưng sexy cộng 11, giống hệt đồ con ác trước nhưng mà cộng sẽ thấp hơn một chút. Không hề có rác nha, ác này không hề có rác, chỉ có hai trang đồ thôi. Cánh thì cũng hết hạn rồi. Phần item xem nào, item thì cũng có khá là nhiều thuốc trợ tim cho anh em dùng. Ở đây thì còn gì nữa không? Ổn áp còn 25 cái này, ngọc cũng còn tạm tạm thôi. Ngọc này bây giờ mua trong shop thì nhiều lắm. Ở đây sẽ không còn gì nữa rồi, item chỉ như thế này thôi. Mình sẽ xem qua những thứ khác nữa cho các bạn. Về phần pet xem nào, pet cũng hút kỳ nâng mắc rồi nha. Ở đây VIP là VIP mấy? VIP cũng chỉ là con ác VIP 2 thôi. Quân hàm là quân hàm mèo, mèo bạc. Hạng xem nào, không hề có hạng. Sạch điệu với chê bai để có này, bạc thần tượng có này, chứ là avatar 500 like.
Ok, chuyển nhanh luôn qua phần cường hóa ngọc. Thì ngọc như này các bạn đã thấy rồi. Phần avatar thì xem, avatar hoa quả avatar Yasu này thì hai phết. Còn lại thì sao? Còn lại chỉ có ba cái avatar bốt thôi. Ngọc đây rồi, ngọc chúng ta đép hơi cùi, ngọc ngọc đép hơi cùi. Và có một viên huyết thạch ở đây, cộng một viên hoàng hồng bảo ngọc. Ok, vậy là cũng hơi cùi rồi. Vũ khí thì chúng ta đã được xem. Còn cái gì chưa xem cho anh em không nhỉ? Ác này là ác ở Gui Legend Reborn á, ác ở LR. Và bây giờ thì cũng không còn gì để xem nữa rồi. Quân hàm đang là 5.600 điểm. Ác này chủ ác ra giá 1.600.000 anh em nhé. Bình luận trực tiếp hoặc là inbox thẳng cho mình để thương lượng với điều giá. Ok chưa? Xong con ác thứ hai này, review nhanh thôi. Cho nhanh qua cho anh em sẽ đến với ác thứ ba. Ok. Vâng, và đây rồi, tiếp tục tới con ác thứ ba nhá. Đây là con ác LR lò A cửu. Và theo mình được biết thì con ác này khá là VIP nhá. Con ác này khá là VIP nhá. Ở đây thì mình sẽ vào luôn ác cho anh em xem nó sẽ VIP ở chỗ nào. Đây rồi. Vừa vào luôn là đã thấy VIP rồi đúng không nào? Sắp xếp đồ lại một chút cho anh em nhìn. Thì ở đây có một nhẫn mắt quỷ đỏ. Ok, nhẫn mắt quỷ đỏ này ngày xưa là VIP này. Đồ có một súng ngắm chim vương tự do cường hóa cấp 13. Ok, mà chưa được đập được dòng bạo kích chim vương tự do cấp 13. Và một con súng ngắm kỷ nguyên. Ở đây một con kỷ nguyên 919 nam cộng 119 nữa này, cũng update cường hóa cộng 13. Nhưng bạo kích thì được cộng 0.71% thôi. Tạm được, tạm được. Con này 861 đam, con này 919 đam. Số 7 con tấm bắn 70 cũng khá là VIP nha. Xem trang đồ thứ hai có gì không. Vẫn còn rác, còn hai trang rác. Ok, hai trang rác cho anh em. Item thì sao? Phần item còn khá nhiều băng khạc này, khá nhiều radar này, băng khạc thừa hấp dẫn team có một ít cho anh em này. Tôm còn 200 con, su hồi sinh còn nhiều này, hồi thể lực cũng còn nhiều này, đá thô này, ui 350 viên đá thô. Ok luôn. Ở đây thì ngọc vẫn thừa ép ở ngoài. Xếp lại cái item lại kỹ này. Dương chỉ còn vài dương thôi, không ăn thua lắm. Ok nha. Và xem luôn con ác này VIP mấy. Ở đây con ác này là con ác VIP 4. Ok, quân hàm thượng sĩ 11.000 điểm. Chuẩn bị lên thiếu úy rồi. Hạng chúng ta có hạng lực chiến đứng top 44 nha. Pet thì cũng là con pet này, nâng mắc rồi, pet rồng nâng mắc. Gui thì chắc chắn là ở Gui LR rồi, đúng không? Gui LR. Sang ngay phần cường hóa nhá. Phần cường hóa xem có gì không. Đây, ngọc thì anh em đã thấy đây rồi. Thẻ avatar. Avatar đang dùng con này. Trời ơi, ở đây chúng ta có hai châm hoa hồng máu và một medallion vỏ sò. Là một nhật thạch tinh xảo và một ngọc bắt hộ. Ngọc như này là ổn rồi. Anh em có thích nạp thêm để mua thêm viên đép về để nâng lên bề đây vỏ sò thì mua thôi. Còn con này thì thừa quá. Vũ khí thì đây vuốt quỷ cộng 13 luôn. Không còn gì. Một parabol đen đẻ cộng 5. Hết. Ok. Vậy là trước khi thoát khỏi con ác này thì chủ ác để giá mình cũng chưa rõ lắm, nhưng con này chắc phải tầm 4-5 triệu. Nếu anh em muốn mua thì comment trực tiếp hoặc là inbox cho mình để điều giá thôi nhá. Con ác này cũng không phải ác cùi đâu. Ác này chắc là ác VIP nhất trong cái series chuỗi sâu ác của ngày hôm nay rồi. Nên là anh em mà xúc thực sự là nhiệt tình xúc con này thì mình sẽ deal giá thấp nhất cho anh em có thể. Ok nhá. Đấy, con này là đảm bảo uy tín luôn đấy.
À, chúng ta sẽ tạm dừng ác thứ 3 để đến ác thứ 4. Vẫn là một ác sát thủ nữa. Rất nhiều ác sát thủ độc bán cho anh em. Ok. Không chịu xếp lại luôn này. Đây là có cái tình trạng mở ngọc rồi. Ra xem qua nhá, bảng quân hàng 11.000 điểm danh thiếu úy. Ở đây ác VIP mấy? Ác ở đây là ác VIP 4 nha. Rồi ác VIP 4. Xem qua đồ này. Chúng ta sẽ xem qua đồ một chút. Đây cầm một con dao xương cá. Và thừa một con alien uranium cũng như một con móng vuốt. Ok chưa? Rác xanh của các bạn đây. Đó, đây là rác xanh. Nhìn thế này nó rõ này. Đó. Cũng không nhiều lắm đâu, bình thường thôi. Sang ngay phần thẻ avatar để chúng ta hãy cùng xem avatar của con này. Quản vũ cái gì đây, cái gì đây. Khá là nhiều avatar. Nhưng mà đang dùng vẫn này thì đây. Ở đây sẽ là một châm hoa hồng máu và 3 viên đép, 2 nhật thạch tinh xảo và một ngọc bát hộ. Ok, ngọc đép tạm thời thôi. Và ắc này thì Kang Helen đang để với giá là 3 triệu nhá. Anh em comment và inbox trực tiếp để điều giá với Kang hoặc là mình thông qua mình. Ok, đảm bảo uy tín nhá. Hỗ trợ đổi thông tin cho anh em luôn. Ắc này sẽ là ắc thứ tư được ra bán trong ngày hôm nay. Không biết còn ắc nào. Ắc này còn tận 4 triệu 7 vàng nữa cơ. Và sẽ... À quên. Xem qua phần pet cho anh em. Đây có một pet Hunky và một pet Sogunku. Pet Sogunku nâng max rồi. Pet Hunky cũng nâng max rồi. Mua hẳn 2 con pet luôn. Ok nha. Và chúng ta kết thúc ắc thứ tư. Xem còn ắc nào không nhỉ. Thì nhìn qua chỉ số thì thấy hai nhẫn rồng người đúng không? Có cánh luôn. Đố anh em chỉ vào cái cánh của mình được đây. Sao còn 3.600 sao này. Nhìn vàng đi, 6 triệu 3 vàng nha. Và sau khi các bạn xem được clip này xong thì khả năng nó sẽ lên 7 triệu vàng rồi. Ok. Mình cày và mình không bao giờ dùng vàng. Trước khi xem rác thì mình sẽ chỉ qua. Đây là hai cặp Mazuka kỷ nguyên song tử của mình. Cộng 1% bạo kích đều up lên 10. Con này cũng 1% bạo kích. Còn đây là Ularium cộng 5 thôi. Trang rác của mình nhá, cho xem rác nhá. Và đây sẽ là trang 2 này. Rác này đều đập cộng rồi này. Mình đều đập cộng lên nhá. Trang 2 này đúng không? Trang 3. Trang 3 cũng đập cộng này, nhìn thấy chưa? Cộng lên rồi nhá, cộng 5 các thứ rồi này. Trang 4 cũng cộng này, có một khiên cộng 8 này. Đó. Hai cái bình xịt cộng 6 và trang 5 đây vẫn còn. Xếp lại phát cho nó đẹp. Đó. Đầu tiên là sâu rác trước,
xong là đến item. Item thì hai trang đầu không có gì đâu. Đây, bắt đầu từ trang 3 chúng ta còn su hồi sinh này, vẫn còn rất nhiều băng vải xịn này, còn thuốc trợ tim này, tôm hùm này, 300 tôm hùm nhá, chất dẻo nè, su hồi thể lực còn 21 cái nè, uranium cộng cộng đây là cái gì, nước hoa quý. Vâng, 200 nước hoa quý, 500 uranium. Ok chưa? Dầu ăn còn nè, đá thô nè, mảnh cũng nhiều nè. Đây, phần quan trọng nhất của item đây, đó là dương của mình. Mình đã tích được như thế này. Đó, 63 chìa kỷ niệm, gần 100 chìa bạc, gần 100 chìa đồng, thiết kế gần 50 chìa. Và sau khi xem xong clip này thì cái này sẽ lên được khoảng 35 chìa rồi. Ok chưa? Xong phần item nhá. Quân hàm thì bây giờ đang 15.000 điểm. Sói bạc, trung úy, sói bạc 15.000 điểm, chuẩn bị lên thượng úy. VIP ở đây là VIP 2 nha mọi người nhá. Hạng lực chiến thì chắc không quá đâu, tại vì cái chổi này không có lực chiến anh em ạ. Đây này, ở đây thì chúng ta có hạng lực chiến hơi xa. Top MVP, top 69 và hạng chiến thắng là 57. Ok, xong nhá. Pet thì nâng mắc rồi, Pet Wookie nâng mắc rồi, mặt mắc hết rồi. Xong là đến cái gì nhỉ? Bây giờ sang phần cường hóa, phần vũ khí trước. Nâng ghép vũ khí thì ở đây hai kỷ nguyên cộng 10, một cửa cao áp búa hơi, một nỏ tinh hồng thiên hạt. Trong phần đấu giá này thì vẫn còn một khiên mai rùa vỏ ốc và một tác tín nữa. Hết phần ngọc đây. Ngọc thì ngọc nó thật là mấy ngọc mình cùi lắm. Đá thô còn này, thẻ avatar thì đây, cho mọi người xem ngọc đẹp của mình cùi lắm. Mình chưa muốn đập ngọc, sao vẫn còn cho bạn nào thích lấy về mà đập. Mình sẽ vẫn để cho anh em, mình sẽ chưa dùng đâu. Mình tích khi nào bao giờ 10 triệu vàng thì mình mới dùng cơ. Mình mới dùng tất cả cái khu này. Ok chưa? Nên là con ác này là con ác của mình, đảm bảo mọi thứ, mọi thông tin luôn. Ok, con ác này thì các bạn inbox trực tiếp cho mình nhá, comment hoặc bình luận ở dưới, hoặc inbox trực tiếp cho mình, sẽ có điều giá thích hợp nhất cho anh em. Con ác này đảm bảo mua về chỉ dùng thôi, chỉ dùng, không phải làm gì, mình khẳng định luôn. Một có ngọc đúng không? Đã có ngọc ở đây. Đó, vàng dùng item đúng không? Có vàng luôn. Muốn có rác để đập đồ không? Rác có luôn, không thiếu cái gì luôn. Và sẽ là hết ác thứ 5. Ngoài ra, ngoài ác này ra ấy, thì còn vài ác nhỏ nữa, là ác hộ vệ cũng VIP 2 này, có khai sáng cộng 11, cung alien cộng 10, và cái gì nhỉ? Bá vương thì phải, bá vương cộng 6. Ác hộ vệ mình cũng bỏ hơi lâu rồi, nhưng mà vẫn vào điểm danh hàng này. Và còn một ác là ác sát thủ, xác ác VIP, sát thủ VIP 3. Không có gì cả, xác chỉ có xác thôi nhá, chỉ xác là VIP 3. Và một ác gì, một ác bio, một ác bio VIP 2, trái bơ to. Ở trong video cũ, trong video clip cũ thì các bạn đã thấy cái ác trái bơ to rồi. Thì còn ba ác rau dưa này nữa, và anh em nào muốn lấy thì nhớ liên hệ cho mình nhá. Mình xin tạm dừng video tại đây.